Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thiên Mười Cửu Long Quái Sự Ký Thủy Đạo Hàm Luông, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, tập số 6. Được lắm. Hôm nay tao chôn cả đám chúng mày ở đây, dùng máu chúng mày để tế cho làng phù. Cả đám chúng tôi tất nhiên mặc kệ lời đe dọa đó, nhất loạt phóng ra đoạn hành lang ngắn. Tôi cõng Tú Linh, đôi chân căng lên bởi những thớ cơ được bơm đầy khí lực của thiên hổ, rồi nhảy một phát xuống thẳng bên dưới, bỏ qua công đoạn leo bánh trăng đồng hồ. Anh Hùng cùng với Sinh thì dùng đạp vân chú. Chúng tôi ai nấy đều hiểu, tới giờ phút này thì cứ chạy ra ngoài, không còn có thể nói chuyện gì phải quấy với con thủ thư cứng đầu ngoan cố này được. Lúc này con cuốn bay vụt ra từ điểm giao của ba cây kim. Nó gào lên: "Đủ ăn cắp sách, hình phạt là cái chết." Tôi quăng ba lô cho Sinh: "Ê, mày lo trên ba đi, để tôi chặn nó." "Ok luôn ông ơi." Anh Hùng nói: "Chặn đường nữa thôi, đừng có giết nó." Tôi có chút mừng thầm vì họ không đứng lại hỏi tôi có làm được hay không như những lần trước. Tại sao phải ghìm con cú lại? Khoảng này chúng tôi ai nấy cũng hiểu, con cú kia sẽ đuổi theo cả đám, có khi ra hẳn bên ngoài. Đây là một điều không tốt. Ít nhất phải giữ nó bất tỉnh khoảng một phút để chúng tôi có thể lẫn đi giữa hệ thống hang động phức tạp nơi đây. Đúng lúc này, con cú bay vút xuống ngay chỗ chúng tôi đứng. Tôi đứng hiên ngang mà chỉ tay: "Điêu Quỳnh, bữa nay coi như anh em mình không có duyên làm bạn. Điêu Quỳnh có gì thứ lỗi cho thằng em trước." "Ngông cuồng!" Khi còn cách tôi khoảng nửa mét, con cú lật người, cặp móng chĩa thẳng về phía trước định bóp đầu tôi. Tôi gọi lớn tên của Bạch Hổ, những đường pháp khí đỏ đen vây lấy cả thân mình. Lúc này thì tôi có thể thấy di chuyển của con cú trở nên chậm chạp hơn. Lách người sang một bên, tôi dùng tay bọc khí thiên hổ, chụp lấy cùm móng của nó đè xuống. Con cú đập cánh loạn xạ, cố thoát ra, khiến cho gió nổi lên rất lớn. Tôi gào lên: "Đủ rồi, Hải Tăng Tử, nhờ em." Chỉ nghe thấy tiếng của Hải Tăng Tử dạ lên, tức thì dòng pháp khí màu lục của nó chuyển từ mắt tôi sang thân thể con cú, tạm thời làm tê liệt nó đi. Tôi hỏi Bảo An coi chỗ nào bề mặt không quá cứng hay không. Nó nói: "Bên trái, góc 11 giờ." Tôi chẳng do dự, tay còn lại dùng ép khí của Bạch Hổ chụp vào chân kia của con cú. Tôi nói: "Xin lỗi Điêu Quỳnh, anh nằm yên một chút nha. Sau này gặp lại, nhất định sẽ tìm cách giải thích cặn kẽ hơn." Tôi dùng hết sức bình sinh, quát lớn để lấy sức, ném con cú về hướng mà Bảo An chỉ, đánh trầm một cái. Lúc đó mới biết đó là một cái kệ sách để trống. Tôi la Bảo An: "Vậy mà không quá cứng cái gì mày?" Nó cũng quát tôi: "Mày bị ngu hả? Ở đây toàn vách đá đó, cái chỗ đó làm bằng cây thôi." Tôi thở ra một hơi khó chịu, sau đó đuổi theo mấy người kia. Tuy nhiên có lẽ tôi đã quá coi thường con cú thủ thư. Sau khi chạy ra đoạn hành lang không thắp đèn thì tôi đã nghe thấy tiếng gỗ gãy nát, kèm sau đó là tiếng vỡ vụn. Có lẽ con cú đã tỉnh và thoát khỏi đống đổ nát mà tôi ném nó vào. Tôi chạy hết tốc lực ra tới đại thư thì thấy ba người kia cũng vừa mở xong cánh cửa lớn. Anh Hùng chụp vai tôi: "Sao mày? Em thấy con cú này nổi điên rồi đó." Bất thình lình, đằng sau tôi nghe một tiếng chóe rất lớn, giống với chim heo hoặc là diều hâu kêu. Anh ba can đảm nói vọng ra từ ba lô của thằng Sinh đang đeo: "Thôi xong rồi, chạy lẹ lên." "Sao vậy anh ba? Tiếng kêu đó đã lâu rồi tao không có nghe nó kêu. Nó vừa đánh thức hết đám thủ cấp trong đại sen đó." Sinh trợn mắt: "Hả? Sao nghe giọng anh ba run run vậy? Tưởng anh ba can đảm lắm mà." Thì tao lo cho tụi bay thôi. Trong mấy ngàn cái thủ cấp đó, tụi bay nghĩ có bao nhiêu cái là Lục Lâm đời đầu hả?" Tôi nghĩ tới mà cũng nổi gai ốc. Lúc trước tôi và Thạch Sinh đã giao chiến với hai bô lão Lục Lâm là Mạc Hải Thọ và Phạm Thành Dương ở dưới Giang Thành. Quả thực không muốn gặp lại đối thủ dùng chú cổ theo kiểu như vậy. Nhưng còn cái đầu thì họ đánh làm sao đây? Lúc này thì một cảm giác rất lạ bao quanh lấy chúng tôi, như không gian bị kéo giãn bởi sóng âm của con cú quái vật này vậy. Khắp nơi vọng tới tiếng rào rào như có trận đại hồng thủy. Chúng tôi liền hô hào nhau chạy ra ngoài. Tôi nhờ Bảo An quan sát phía sau. Lúc đó mới thấy một con sóng cao sát trận hang nước tới. Toàn là những cái thủ cấp. Chúng không giống với lúc mở mí mắt truyền bá kiến thức. Ánh mắt chúng lông lên sòng sọc, cửa miệng mở toang, gân máu nổi đầy trên trán. Theo sau đám sách đó là con cú. Gần 1000 cái đầu cũng gào lên mỗi lần con cú kêu chóe lên một tiếng. Âm thanh chấn động vách hang. Những mảng đá to như cái thúng đổ xuống ầm ầm. Chúng tôi chạy vụt ra ngoài. Đúng lúc đó thì mặt đất rung chuyển. 3 trong số 4 cái kệ sách trong đại thư đã ngã đi, làm sách đổ vung vãi khắp nơi. Tôi chửi trong bụng vài tiếng, không dám nhờ Bảo An nhìn nữa. Chúng tôi chạy ngược xuống bếp, không leo cầu thang mà phóng thẳng như lúc chúng tôi phóng khỏi cơ quan đồng hồ. Những con bạch tuộc với vẻ mặt con nít trốn rút đâu hết rồi. Cả đám thủy quái ở nơi rộng cá cũng đã mất dạng. Tôi có cảm giác chúng hiểu được chuyện con cú này đang nổi giận, bởi vậy sợ quá trốn đâu hết rồi. Vừa chạy đến giữa cây cầu đá, mặt đất lại rung chuyển. Lần này khiến cho chúng tôi lảo đảo, chứng tỏ đã có biến gì đó. Anh Hùng nói: "Hang sập sao?" Tôi nhờ Bảo An dùng sóng âm. Đoạn gật đầu nói: "Đúng rồi, con cú hình như nó nhấn chìm cái thư viện luôn rồi. Tụi mình cũng phải ra khỏi đây sớm thôi. Mới có vụ nổ núi lấp miệng hang chính, bây giờ lại gặp con cú đó chơi đòn cảm tử nữa. Chỗ này chắc không thọ đâu." Xin nghiến răng rồi chật lưỡi: "Mã nữa, báo quá báo rồi." Chúng tôi chỉ biết cắm đầu chạy. Lúc tới cái miệng giếng dẫn tới xóm nhà Vong, bên dưới kêu ầm ầm liên hồi. Bụi bị đẩy văng ra như một vụ phun trào núi lửa. Cả đám bọn tôi sặc sụa, hít vào thấy khô cả phổi vì bị bám bụi. Chui ra khỏi giếng là cầm cụi bò tới chỗ thoáng. Cả đám liền ho sặc sụa lên. Chợt mặt đất lại rung lên, nhưng lần này khác lắm. Từ đá giếng vọng ra tiếng kêu gào rất ghê tai, nghe giống như tiếng người hơn là tiếng quái vật. Anh Hùng bấy giờ ở gần miệng giếng nhất. Anh đứng dậy chạy tới xem thì cùng lúc đó miệng giếng sáng bừng lên. Anh hét lớn: "Cẩn thận!" Chúng tôi theo thói quen nhảy ra xa, còn anh Hùng thì dùng sát chú Đại Hắc Thiên đấm mạnh xuống. Tiếng nổ vang dội, một trận gió kinh hoàng thổi lên từ lòng giếng sau cú đánh đó. Thổi đống đá mà chúng tôi ra sức chất qua một bên bay lên trên, rồi đáp xuống ngay miệng giếng. Tôi rùng mình, lực gì mà kinh hoàng như vậy. Anh Hùng hô tôi và Thạch Sinh, sau đó lôi một khúc cây khá lớn chất trước cái nhà Bông lại. Tôi và Thạch Sinh hì hục ném đá xuống miệng giếng. Anh Hùng thì dùng cái cây kia đánh sập thành giếng. Đá đổ xuống rào rào. Chỉ nghe một tiếng gào xa dần rồi tắt ngấm đi. Sinh trợn mắt: "Cái chó vậy anh Hùng?" Anh Hùng cũng không biết. "Anh chỉ cảm nhận được nó đang chui lên từ đáy giếng thôi. Anh đánh nó rớt xuống, mà hình như nó cũng không bị thương gì mấy. Mình lấp lại như vậy cũng được rồi, coi như nhốt nó lại luôn." "Nó biết xài chú nữa hả?" "Ừ, lại là một hệ thống chú cổ nào đó. Lạ lắm. Chắc nó bị nhốt ở những tầng dưới của vương cung đó." Lần này thì tiếng kêu của con cú kia cũng đã bị che mất bởi đám đá mà tôi và Sinh ném xuống. Chúng tôi bèn lủi thủi đi ra. Bên ngoài đúng như dự đoán, đám tích lệnh núi cũng sợ con cú kia một phép, hoặc là còn dư âm tiếng gầm của bạch hổ, nên chúng chỉ dám khép nép trong hang, đưa mắt ra nhìn chúng tôi thao láo. Ra khỏi lối vào thư viện, tôi nằm vật ra nhìn lên bầu trời. Bây giờ là chiều muộn. Chúng tôi đã ở dưới đó hơn một ngày. Cảm xúc lần này thật lạ, nhưng cũng thật quen. Có lẽ từ nay không còn ai vào lại được nhất trực tam giới cung nữa. Lại thêm một công trình khác bị Lục Lâm phá hoại. Xin bật dậy, lấy tấm áo rách lau mặt. Nó lèm bèm: Ôi, đi tới đâu là phá làng phá sớm tới đó. Nghiệp báo tới bây giờ luôn nè. Tú Linh ngồi vòng tay qua hai đầu gối. Tướng ngồi khá nam tính, có chút bồi hồi. Thôi đi nhóc, có ai muốn đâu. Mình cố nói chuyện nhưng mà người ta không nghe. Có khi đây là điều Trần Bá muốn. Anh Hùng bảo, những cái dấu gạch chéo đỏ ở mấy cái cửa sinh, anh cũng nghĩ là ông ta đã muốn nhấn chìm nơi này lâu rồi. Mình chỉ vô tình làm chất xúc tác thôi. Thôi đi, hai ông bà đừng có bao quyện. Tôi bảo, em theo phe sinh á. Ông Cú đã viết thư chỉ đường cho tụi mình vô. Cả Sơn Thần đem thư ra cũng tin mình nữa. Tôi lên gắt, chứ bây giờ hai đứa bay muốn sao? Đợi chứ lên làm trưởng tộc đi, chứ cho phục hồi lại nơi này là được chứ gì. Sinh quay đầu bỏ đi. Ừ, nói được thì làm được. Nè, hồi nãy cái ý tưởng đem cái đầu này ra gặp con Cú rồi Sinh á, cũng là mày đồ đó nghe Sinh. Sinh nghe vậy thì im re. Anh ba cười lên sảng khoái. Sống rồi, tao đã thoát được. Tao đã thật sự thoát được con Cú chó má đó. Khu Mỹ phía Sam Phạt, khu này môn ngô xếp 2. Cũng đã một tiếng trôi qua kể từ đợt phá hoại gần nhất của đám Lục Lâm chúng tôi. Sinh vẫn còn quạo. Anh Hùng với Tú Linh phải vuốt nó một hồi thì nó mới đỡ được một chút. Chúng tôi hiện giờ đang ngồi trên bờ hồ Ô Thâm. Mặc dù mùi gà đốt trong mấy cái hàng quán còn mở cửa đang tỏa ra cũng thơm lắm, nhưng chúng tôi không còn tâm trí để ăn. Tôi ngồi dậy hỏi anh ba. Ông Anh mới nói tiếng gì vậy? Tiếng Thái hả? Anh ba liếc chỗ khác. Tôi nhìn đầu tóc cũng như ba cái khuyên vàng đeo ở tay, rồi hỏi tiếp. Ông Anh không phải người Việt. Nét mặt của ông Anh giống như người Thái hơn. À, thời của ông Anh gọi là người Sim, đúng chưa? Tú Linh cũng xác nhận. Đúng rồi, ông Anh giống người Sim hơn á. Sinh thì không tùy mị được như vậy. Nó xắn tay áo lên, rồi nắm tóc anh ba can đảm. Một tay đưa dạ xoa đen xì vào. Nó quát. Mày là ai? Cố tình tiếp cận tụi tao cũng phải không? Cũng vì mày mà nguyên một cái thư viện bị chôn dưới cả 100 mét đất rồi kìa. Có cái gì từ từ nói. Tao đâu có lựa tụi bay đâu. Anh Hùng nói. Ông không phải là người Việt mà nhận là người Việt, vậy là lừa rồi đó. Chứ tao nói tao là người Sim á, sao tụi bay chịu đem tao ra khỏi hang. Nhưng mà tao sẽ có ích đó, tụi bay yên tâm đi. Tôi hỏi. Vậy ông Anh cũng không phải là tên Trương Văn Liễu hả? À, cái đó thì không. Tao có tên Việt là vậy thiệt đó. Xin hỏi, vậy tên Sim của mày là gì? Tên tao đó hả? Một cái tên đầy kiêu hãnh là Amon Chattana Koshin Mahintara Krahan, nghĩa là người đàn ông can trường anh dũng bất tử của các vị thần. Con trai của Amon Chattana Koshin, tôn Sâm Chai Romran, xứ Kanchanaburi đó. Xin nóc trụ trề môi. Bà mẹ, tên gì dài thon vậy? Anh ba cười hề hề. Bởi vậy tiếng Việt mới hay chỗ đó. Chỉ cần hai chữ can đảm là đủ hiểu hết ý nghĩa của cái tên rồi. Tên này là do ông Trang Su đặt cho tao đó. Hả? Ông Trang Su sao? Anh Hùng hỏi. Đúng, hắn là vua phía nam của nước Việt tụi bay đó. Tú Linh nói. Đó là tên Thái của Nguyễn Ánh. Khi giao thiệp với triều đình Sim, Ánh dùng tên là ông Chính Xuân, phiên âm thành là ông Trang Su trong tiếng Thái đó. Vậy chắc hẳn là ông cũng biết Quang Trung rồi hả? Anh ba khịt mũi. Biết chứ, dĩ nhiên là biết. Ông là người Sim, lại sống cùng thời với vua Quang Trung, sao lại rành tiếng Việt như vậy? Ông phản quốc sao? Nói không phải khoe à. Tao đây học thức uyên thâm, nói được cả 100 ngôn ngữ. Chỉ cần học qua 1 tuần là tao nói được trăm đắp. Cha sanh mẹ đẻ là thiên tài cũng khổ lắm mẹ ơi. Tụi bay không tin chứ. Chỉ mới 14 tuổi, tao đã đi theo thuyền trưởng Philip của tàu Esmeralda phiêu du khắp nơi. 15 tuổi, tao lại đi theo đoàn thám hiểm của Sir Arthur, công tước xứ Huệ, tới những hang cùng của rừng sâu Miến Điện. Về sau tao làm đại diện của công ty Đông Ấn Hà Lan ở Java và tham gia nhiều trận đánh giành ảnh hưởng của các tập đoàn quân sự khác trong khu vực đó. Tôi nghĩ thầm, mấy cái người thường hay bắt đầu câu nói bằng nói không phải khoe, đa số khúc sau đều nổ banh xác, và họ thường nói rất nhiều, chí chóe cả lên, tương tự với cái câu tao không phải ghét bỏ gì mày, mà là ghét tận xương tủy. Hay không phải là tao đòi tiền, nghĩa là tao sắp đòi tiền mày đó. Anh ba này cũng không ngoại lệ. Xin nói, ê, cái công ty Đông Ấn Hà Lan này á, tôi có nghe một cuốn sách trong thư viện kể lại nè. Đó, tao nói dốc tụi mày làm gì? Tôi lên hỏi, ông anh đi nhiều vậy, sao cuối cùng lại chết trên đất Việt? À, dù tao là người Sim, cũng từng đi qua nhiều nơi trên thế giới, nhưng mà cũng chưa tìm thấy nơi đâu đặc biệt như Việt Nam. Mỗi vùng đều có những luồng dưỡng khí khác nhau. Nói tới Lục Tỉnh thì phải nói tới từ trường mang sức mạnh ý chí rất lớn. Chính vì vậy liên tục có nhiều thế lực nhâm nhe dòm ngó, về mặt tâm linh rất dễ bất ổn đó. Tôi nói, ừ, mà cũng vô vấn đề được rồi đó. Ông mà nói đi, chỗ nào là chiến trận kinh khủng, có khả năng biến thành cổng chân giới? Anh ba trầm ngâm. Khoan đã, còn dao kẹo nữa, cho tao xin một hơi thuốc đi rồi kể được không? 300 năm rồi tao chưa có hút thuốc à. Tôi lấy trà điếu Manboro, châm lửa rồi kê vô môi cho anh ba. Ông kéo vô nhưng không được, do cuốn họng bị thủng lỗ. Tôi nén cơn ghê tai, dùng ngón cái bịt cái cuốn họng lại, ông mới hút được. Rồi cũng thả khói ra cái lỗ mũi điệu nghệ lắm. Ánh mắt nhìn xa xăm, anh ba nói, nhớ hồi đó vương triều Rama của Simla, Nam Chinh Bắc Chiến, chưa biết mùi thất bại là như thế nào, vậy mà lại thua trận ở đất Cửu Long này. Tôi lờ mờ đoán được. Ê, đừng có nói là ông cũng tham gia trận đó nha. Là trận chiến kinh thiên động địa đó. Sót mì sót, ở đó chắc chắn có một cổng trần giới, tao thấy rồi mà. Khoan đi thằng Lục, mấy người kia quen quá. Bảo An cảnh giác. Tôi lia mắt khổ nhìn thử. Trong đêm tối có hai người đang đi về phía này. Tôi hỏi, ai vậy? À, lúc đó mày bất tỉnh á, hai cái thằng này tới lúc mày vừa đánh xong con chuột tinh á. Tốt nhất là kêu tụi nó núp đi, tao có cảm giác bất an. Không cần hỏi nhiều, tôi kêu bọn họ tạm thời trượt xuống cái bờ nước. Cái bệ đá khá cao, cộng với đêm đã dần tối, trở thành chỗ ngụy trang hoàn hảo cho chúng tôi. Đúng như Bảo An nói, lúc tôi nửa tỉnh nửa mê, có lẽ nó đã thấy họ. Thì tôi chỉ nghe giọng, một người trung niên và một người trẻ. Người trẻ nói, giọng bực tức, ôi, giờ thì sập hết rồi, chúng coi làm sao làm, chứ còn nhịn hết nổi rồi đó. Đã cố tình phong tỏa cửa vô, vậy mà cũng tìm được. Người lớn tuổi giọng bình thản hơn, mày bớt lại đi, để cấp trên nghe được là không có yên đâu. Gần cả 100 năm nó lại như vậy, thì cứ để như vậy, trừ khi có lệnh can thiệp. Nên nhớ, mình không dính dáng gì từ đám đó. Người trẻ có vẻ đã hơi ngà say. Nhưng mà không lẽ cứ để tụi nó phá mình vậy hoài hay sao? Rồi ai dọn? Cũng là mình à? Tao nói mày bớt cái miệng lại, con ếch chết vì cái miệng đó, mày hiểu chưa? Tao cũng bực mình chết mẹ đây, nhưng mà chúng ta làm việc luôn có kỷ cương phép tắc. Nếu mày làm bậy thì mày cũng không khác gì tụi nó. Chú đừng có so sánh con với đám Lục Lâm đó. Thôi đi, vô làm con gà đốt, tao bao được chưa? Mày cũng không phải dẹp gì đâu, cái đó để cho đám hậu cần nó lo. Với lại... Cuộc nói chuyện tới đây thì hết nghe được, vì hai người bọn họ đã đi quá xa. Cộng với khu vực này đã cho phép du khách vô lại, cho nên cũng khá nhiều tạp âm. Chúng tôi lú đầu ra. Anh Hùng hỏi, Hai người đó là ai vậy? Sao lại biết Lục Lâm nữa? Chắc chắn không phải Lục Lâm rồi đó. Tứ Miếu hả? Em cũng không có biết. Lúc đánh nhau xong với con chuột á, cũng là hai người này tới đem xác con chuột đi nè. Họ gọi nó là con Kando. Xin nói, hồi nãy nghe phong phanh thì là chính tụi nó chọn nổ, lắp cái lối vô thư viện đó. Muốn phá mình á thì chắc chỉ có Tứ Miếu thôi. Tú Linh nghiến răng nói. Anh Hùng đứng dậy vươn vai. Thôi, đón già đón non làm gì. Anh có cảm giác sau này cũng biết họ là ai thôi. Bây giờ kiếm chỗ nghỉ ngơi, nhậu một bữa đi. Anh ba can đảm tán thành ngay. Đúng. Phải nhậu mừng tự do. Mừng Lục Lâm muôn năm. Sinh tỏ vẻ khá khó chịu khi nghe câu đó, liền bỏ đi thẳng. Lờ bộ xuống núi thì cũng đã hơn 8 giờ. Mất thêm 1 tiếng nữa để kiếm được khách sạn. Chỉ vì chúng tôi khá kén chọn, chủ yếu kiếm nơi chí một chút để nhậu. Khách sạn chúng tôi chọn nằm ở đường vào hồ Sồi So. Kế bên khách sạn là tiệm massage Vui Vẻ, Hạnh Phúc. Mấy em trong đó thấy tôi với Sinh thì kéo nhau ra chọc ghẹo, kêu vô mấy em làm miễn phí cho. Đến khi chọc qua anh Hùng, thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Tú Linh cùng với cái nón bảo hiểm cô cầm trên tay, thì mới hè nhau chạy vô trong. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi liền xuống nhờ lễ tân mua ít mồi cùng với bia, đem lên sân thượng bày ra sòng nhậu mini. Anh ba can đảm tất nhiên cũng muốn uống, nhưng uống bao nhiêu thì trôi xuống cổ họng hết bấy nhiêu. Tôi bèn đặt cái đầu của ảnh lên trên thùng nước, kê thêm 2 miếng dán để bia chảy vô đó hết. Anh Hùng còn chu đáo hơn, khui sẵn lon bia cho ảnh rồi đặt cái ống hút. Chừng nào uống hết thì réo chúng tôi khui cho lon mới. Anh ba vừa hút thì bia cũng nhiễu xuống thùng tỏn tỏn. Tôi nói đùa. Đù, anh ba uống kiểu này thì đô bất tử mẹ rồi. Chừng nào mới xỉn trời? Anh ba thuyết giảng. Nè, nói nghe nè, với kinh nghiệm trận mạc của tao mà nói đó, bia ngon chủ yếu là cảm giác nơi đầu lưỡi, hiểu không? Ngày xưa tao khoái nhất là bia thầy tu xứ Barbarian, nhưng mà bia làm ở xứ Việt này cũng không có thua gì đâu à nghe. Nhìn qua một lượt số mồi trên bàn, gồm khô, gà, ít nuôi chiên, anh ba hỏi. Ủa, có mắm sống không tụi bay? Mắm sống hả? Mắm gì mới được? Tao đang rất là thèm mắm sống á. Tôi chăm cho anh ba điếu thuốc. Để mai đi, chắc giờ mấy bà bán mắm ngủ mẹ hết rồi. Hút thuốc đợi đi ha. Xin tu rượu một hơi rồi hỏi. Tiếp tục câu chuyện hồi nãy được chưa? Anh ba can đảm. Anh ba liếc mắt nhìn Sinh. À, trận đánh kinh thiên động địa, vết nhơ khó rửa của người Sim, trận đánh tại Sầm Giang. Hả? Sầm Giang là trận nào? Anh Hùng nói. Sầm Giang là tên chữ của Rạch Gầm. Ý anh ba là trận đánh Rạch Gầm Xoài Mút năm 1785 của vua Quang Trung đó. Trời ơi, anh nhắc trận Rạch Gầm là được rồi, còn thêm năm vô làm gì? Bộ có thêm trận nữa sao? Thì đúng là có thêm một trận nữa mà. Vào năm 1833, vua Ramaba của Sim đánh nước ta thêm một lần nữa. Vua Thiệu Trị cử Nguyễn Tri Phương đi đánh dẹp, và quân Thái cũng thua một trận quyết định ở chính Rạch Gầm Xoài Mút luôn đó. Anh ba nhắm tịt mắt mà cảm thán. Ôi cha. Anh Hùng búng nhẹ vô mũi anh ba rồi nói. Rồi, bây giờ anh ba kể tụi em nghe về trận đánh năm đó đi. Xin nhéo lỗ tai anh ba. Còn nhớ gì không đó? Hay thua rồi quê quá cho nên quên sạch rồi? Anh ba không tỏ ra nóng giận. Anh nói. Bậy bạ. Trách nhiệm của tao trong hàng ngũ không chỉ dừng lại việc thông dịch và quan sát. Dưới trướng của tao còn có cả ngàn quân kia kìa. Đông Ấn Hà Lan còn ưu ái cắt đặt tao làm quan sát viên và đại diện cho quyền lợi của họ ở đằng trong. Mấy cái tình tiết trên chiến trận lúc đó tao nắm rõ lắm. Anh ba đằng hắn rồi bắt đầu kể. Đó là một phiên bản khác, rất khác của Rạch Gầm Xoài Mút mà có lẽ tôi không dám đem kể cho ai nữa. Chỉ cần nghe để xem có thông tin nào đi xuống chân giới được hay không mà thôi. Đem kể tùm lum tùm la, chắc người ta nói tôi điên. Thời điểm nhà Tây Sơn bắt đầu nổi dậy, anh ba đang là thông dịch viên của hạm phó hạm đội Đông Dương thuộc công ty Đông Ấn Hà Lan. Ông hạm phó này tên là Johan van Lincoten. Ông bắt đầu để ý đến sự hỗn loạn của đàn trong và đàn ngoài. Bởi nếu có thể thống nhất được lực lượng này, việc ra vào Đông Dương dễ như trở bàn tay. Thời đó, công ty Đông Ấn Hà Lan, gọi đúng là Công ty Liên hiệp Đông Ấn Hà Lan, có tên viết tắt là VOC, là công ty đại diện cho chính phủ Hà Lan, có quyền phát động chiến tranh, bắt tù binh, hành hình phạm nhân. Có thể nói quyền lực của họ cực lớn. Thời kỳ đỉnh cao thì họ có gần 5.000 tàu. Hầu như tất cả đều được trang bị pháo và có binh lính áp tải hàng. Nói đi cũng phải nói lại, dù có quyền rất lớn, nhưng thực tế ảnh hưởng của Đông Ấn Hà Lan đã giảm rất mạnh. Họ cần nhiều thứ để có thể ngôi lên đỉnh cao danh vọng quyền lực thêm một lần nữa. Mối quan hệ của Đông Ấn Hà Lan và đàn trong khá là tệ, do hai bên từng đánh nhau sống chết vào năm 1643, và hạm đội non trẻ của chú Nguyễn đánh cho hạm đội Hà Lan thua chạy. Đây chính là nguyên nhân dẫn tới người Hà Lan mất uy tín trong mắt Nhật Bản và Trung Quốc, tuột mất bao nhiêu kèo làm ăn. Tuy có mở lại giao thương ngắn ngủi vào năm 1650, nhưng mối quan hệ với hai miền đất Việt lúc đó cũng không tốt lên được là bao. Sau đó thì Đông Ấn Hà Lan rút lui khỏi Đông Dương. Đến thời Lincoten thì bối cảnh đã thay đổi rất nhiều. Đàn trong trở thành miếng mồi ngon với nhiều đô thị, thương cảng. Đông Ấn Hà Lan thì ráo riết tìm thị trường. Tuy nhiên, Lincoten khá vân vân, vì không biết đứng về phía ai trong cuộc chiến giữa ba bên, Tây Sơn, đàn trong và đàn ngoài. Để cân nhắc xem phe nào có xác suất chiến thắng cao nhất, Lincoten cử Trương Văn Liễu đi vẽ bản đồ các khu vực trọng yếu. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Lincoten quyết định sẽ ủng hộ Nguyễn Ánh, với điều kiện là khi lên ngôi thống nhất, khu vực phía Nam sẽ độc quyền khai thác bởi Đông Ấn Hà Lan. Năm 1785, khi bị quân Tây Sơn truy đuổi, ông Trang Su, anh ba vẫn giữ cách gọi này khi nhắc tới Nguyễn Ánh, đã cầu cứu Lincoten. Theo lời kể của anh ba, thì cũng nhờ lần gặp này ở khu vực ngoài khơi gần Côn Đảo, ông Trang Su đã quen biết một người tên là Pierre Vergniaud de Bihen, người đã thay thế vai trò cầu nối của Trương Văn Liễu để đưa ông Trang Su kết nối với Pháp. Lại nói về đề nghị của ông Trang Su, Lincoten rất băn khoăn, vì ông hạm phó này đang bận việc nội bộ của Đông Ấn Hà Lan, không thể trực tiếp cử quân tham gia được. Để bảo toàn cho việc chia thành quả sau chiến thắng, Lincoten đã đề xuất với Nguyễn Ánh là nhân danh VOC hãy nhờ Simla. Được Đông Ấn Hà Lan hậu thuẫn, Ánh vừa nhờ thì Simla đã liền đồng ý. Người Thái nghĩ có một thế lực của châu Âu sau lưng thì họ sẽ như hổ mọc thêm cánh, cứ thế hùng hổ tiến vào Việt Nam. Phần lực lượng thì vẫn như sử ghi chép, quân Sim chia làm hai ngã, thủy và bộ. Đường bộ gồm 3 vạn quân do Chiêu Thụy Biện, một người Cao Miên, làm quan cho Simla, đi qua đường Cao Miên để đánh vào đất Việt. Ngã còn lại do Chiêu Tăng và Chiêu Sương lãnh 2 vạn quân và 300 thuyền đi vào theo ngã Rạch Giá. Thời điểm này Trương Văn Liễu đang ở Sa Đéc cùng với một nhóm người của Đông Ấn Hà Lan, cải trang thành thương buôn Cao Miên, chủ yếu có nhiệm vụ thăm dò, trinh thám. Họ liên lạc liên tục 4 đến 5 lần trong một ngày bằng rất nhiều hình thức như bồ câu đưa thư, ám hiệu, trạm trung chuyển tin tức, vân vân. Quân bộ của Sim tiến sát biên giới nhưng chưa động tĩnh, trong khi đạo quân thủy thì thế như trẻ tre, buộc tướng Tây Sơn là Trương Văn Đa lui về giữ Long Hồ, rồi lại rút lui chiến thuật về Gia Định đợi tiếp viện. Tôi nghe tới đây thì liền ghi nhớ, bởi chỗ này cũng là điểm tôi thắc mắc, làm sao vua Quang Trung có thể vượt được lớp tường mật thám này mà bố trí trận địa mai phục chứ? Anh ba kêu chăm cho anh điếu thuốc mới, Trích hai ba hơi cho anh kể tiếp. Khoảng ngày 26 tháng 12 năm 1784, anh ba can đảm hội quân với lực lượng Sim đang đóng tại sông Srot Mì Srot, tức là sông Tiền theo cách gọi của người Thái, đoạn từ Cù Lao Năm Thôn về hướng Mỹ Tho. Anh ba nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Từng thứ thịt giãn ra như đang nhớ lại quang cảnh hào hùng. Anh nói: "Nè, nói tụi bay cũng không có hình dung được cái thế mạnh của quân Sim tụi tao lúc đó. Dưới sông thuyền đậu kín nước, trên bờ cờ xí rợp trời, lương thảo đầy đủ, sĩ khí dân cao. Tưởng như tụi tao đánh một trận là ra được tới Bắc Hạ của tụi mày." Quân Sim dùng thuyền gỗ có mái che gọi là đáp, mũi và đuôi bọc thép. Hai bên mạn thuyền tán đinh chắc chắn, chở được tối đa 200 quân. Có 100 mái chèo, lính sẽ thay viên chèo và nghỉ. Tư thế chèo và hình dáng chiến thuyền cũng khá giống với ghe ngò của người Khmer ngày nay. Liên quân Sim Nguyễn và mật thám của công ty Đông Ấn Hà Lan liên tục tiến hành trinh sát do thám động tĩnh của nhà Tây Sơn. Đầu tháng 1 năm 1785, quân tiếp viện của Quang Trung đã vào, đóng chủ yếu cũng ở Mỹ Tho, cách chỗ đóng quân của Sim khoảng 50 cây số. Tôi hỏi: "Mấy ông do thám dữ vậy mà không biết được hành tung của Du Quang Trung, để ông đem pháo vô tới nơi mà còn chưa hay hay sao?" Anh ba đảo trong mắt, trề môi nói: Không, tụi tao đã dò thám rất kỹ. Mấy ngàn người chia nhau có mấy chục cây số đường sông mà. Quân Tây Sơn mà nhúc nhích là tụi tao biết liền. Nhưng mà không hiểu tại sao đêm đó..." Đêm ngày 18, Trương Văn Liễu được lệnh đưa nhóm người của anh ta lên thuyền. Bên lính trên thuyền đều căng thẳng, im lặng. Liễu có hỏi cách nào cũng không ai giải thích nhiều, chỉ nói là tướng quân đã dự liệu, kế hoạch tuyệt mật, lính lát không có ai biết gì cả. Sau đó có tiếng quân Tây Sơn tấn công, bọn họ đuổi theo và mắc kẹt trong cái bẫy. "Là do mấy ông chủ quan, mạnh được yếu thua là lẽ thường, nhưng mà thua do ngu thì lại khác à." Xin chọc anh ba. Anh thở dài nói: "Không, tụi tao không hề khinh địch. Với ngần ấy sự chuẩn bị thì tụi tao dư sức làm rối tụi mày. Chỉ có điều vào cái đêm định mệnh đó, có một con nước lớn và đột ngột, thủy quân Tây Sơn ào ra như thác đổ vậy. Quân Sim vỡ trận, bị đánh cho tan tành đó." Anh Hùng tỏ ra khá thú vị. "Con nước lớn và đột ngột sao?" "Đúng vậy." Tôi tò mò: "Không biết quân Tây Sơn chính xác là đã phục kích như thế nào ta? Trong sử có viết đó, là họ dùng pháo công bắn ra." Anh ba thở dài: "Tao cũng nghe phong phanh như vậy. Nhưng tao nói tụi bay nghe, tao làm việc gì cũng giỏi, nên khi được cử đi thám thính, tao làm rất kỹ. Không có cái chuyện mà quân Tây Sơn đưa pháo binh lên phục kích hai bên bờ mà tao không hề biết một chút gì được." "Có khi quân Tây Sơn biết là có do thám nên chưa kéo pháo ra vội." "Không thể nào. Cả một đoạn sông dài tới Mỹ Tho nằm trong sự kiểm soát của quân Sim và Đông Ấn Hà Lan. Nhưng mà đêm đó Tây Sơn như từ trên trời rơi xuống, đúng như cái câu đoàn quân nhà trời luôn đó." Tôi nói: "Cũng đúng. Trận Rạch Gầm Xoài Mút á, ai cũng nằm lòng diễn biến. Nhưng mà sau em thấy nó hơi mơ hồ." "Hả? Ý mày là sao?" Như ai cũng biết, vào tháng 6 và tháng 7 năm 1784, Sim đến Mỹ Tho. Vừa tới thì chúng liền cướp bóc, hãm hiếp phụ nữ. Mẹ nó, nhắc mà còn cay đây nè. Nguyễn Huệ từ Quy Nhơn chuyển quân vào Nam Bộ, chọn đánh Sim bằng đường thủy. Nhánh sông Cái cho dựng những cánh cổng bằng gỗ và lá cây. Quy định gồm có cửa vào và cửa ra. Khi Sim vào thì đóng những cánh cửa này lại để nhốt chúng, sau đó dùng pháo thần công nhất loạt bắn ra. Ngày 15, 16, 19 và mùng 1 là ngày thủy triều lên, có con nước trồng và con nước lớn. Đêm 19 rạng sáng 20 là ngày đánh sim, dụ sim vào con nước trồng rồi tiến công. Bùi Thị Xuân chém chết tướng giặc Lục Cung, quân sim 5 vạn, chết hết 4 vạn. Lịch sử thì ngắn gọn, xúc tích và đầy đủ. Tuy nhiên những chi tiết ngoài lề thì sao? Chính anh ba can đảm cũng nói cho chúng tôi biết về chuyện con nước lên cao đột ngột kia mà. Anh Hùng nghe xong thì bảo: thật ra chúng ta có rất nhiều suy đoán về cách dụng binh như thần của Quang Trung, nhưng mà dường như chưa có suy luận nào đủ căn cứ và thuyết phục hoàn toàn hết. Tôi hỏi: vậy là người ta bịa ra hả anh? Cũng không phải là bịa. Mày nói chính sự bịa là mày lên phường không có quan đâu. Ý của anh là những cái suy luận đều có một cái sơ hở nào đó ít nhiều. Nếu ráp vào câu chuyện xưa, càng làm cho vị vua áo giải đó trở thành huyền thoại. Chúng ta hay có bệnh là ghép những thứ thần thoại, giả sử vào chính sử, và lại đi hoài nghi những điều thực tế của chính sử. Ví dụ như yếu tố yết kiêu cầm dùi lặn xuống đục thuyền Quân Nguyên vốn là một yếu tố giả sử mang tính hình tượng. Qua nhiều thế hệ, chúng ta mặc định tin rằng nó là thực tế, dù khoa học chứng minh điều này không khả quan. Tôi gãi đầu cảm thán: tính ra vua Quang Trung hay thiệt á. Không biết ông ta đã làm cách nào. Trong trận Ngọc Hồi Đống Đa, Quang Trung hành quân một cách thần tốc đánh cho địch tan tành. Còn ở Rạch Gầm Xoài Mút thì là câu chuyện mai phục. Tú Linh cũng nói thêm vào: mai phục nói thì dễ, nhưng mà thực hành trên chiến trường chưa bao giờ là dễ hết. Đúng. Con bé này nói đúng. Ngày xưa chiến tướng như tao mà cũng phải trầy trật lắm. Nếu mai phục dễ như vậy thì trận nào cũng sắp mai phục là xong. Đợi địch vô trận thì nhào ra mà đánh thôi. Dàn quân làm cái gì cho tốn thời gian. Anh Hùng quay sang nói vào cái túi đeo: anh ba đã chắc hiểu nhiều, thông não cho thằng em vài chiêu đi. Anh ba hỉnh mũi đáp: nè, theo kinh nghiệm trận mạc của tao mà nói đó, để một cánh quân mai phục đạt được hiệu quả chiến thuật, cần đáp ứng 3 yếu tố: 1. Nghi binh hấp dẫn, 2. Nắm bắt thời cơ, và 3. Áp chế hoàn hảo. Anh ba giải thích khá kỹ. Đại khái thì nghi binh hấp dẫn là để dẫn dụ địch đi vào cái bẫy mà ta phục sẵn. Cần bẹo ra cho địch một con mồi thật hấp dẫn, chứ đường không tụi nó ngu gì rượt theo làm chi để lọt vô bẫy. Nắm bắt thời cơ là canh thời gian chuẩn xác, hợp đồng binh chủng hiệu quả, không sai sót chậm trễ. Áp chế hoàn hảo là dùng mạnh áp đảo yếu. Cái ăn tiền của phục kích là trong một chớp nhoáng phải chia rẽ đội hình địch, làm lung lay ý chí chiến đấu của tụi nó. Ví dụ như muốn phục kích bộ binh thì nên dùng kỵ binh, có sức cơ động nhanh, đột kích tốt. Muốn phục kích kỵ binh thì phải dùng cung tên và hỏa công, chia cắt đội hình, sau đó cho bộ binh áp chế. Chứ không thể dùng bộ binh xông ra trực diện với kỵ binh. Khi đó bộ binh chạy chưa tới thì kỵ binh địch đã rút hết rồi. Anh Hùng gật gù: cái này em có từng đọc qua. Tôi hỏi: vậy trận Rạch Gầm Xoài Mút áp dụng sao anh? Anh Hùng giải thích: ở trận Rạch Gầm Xoài Mút, quân Tây Sơn không hoặc có rất ít cả 3 điều này. Nghi binh hấp dẫn sao? Theo sử ghi chép, Tây Sơn cho thuyền lại khiêu khích quân Sim. Tụi nó tức tối mà đuổi theo, đánh dằn mặt. Điều này nghe thì được, chứ thực tế khó xảy ra vì 2 điểm. 1. Tướng Sim nếu tánh tình trẻ con như vậy thì hẳn đã không làm cỏ quân Tây Sơn một lèo từ Hà Tiên cho đến Tháp 10. Thứ 2 là nếu nghi binh mà lỡ binh bị giết sạch luôn thì sao? Quá liều lĩnh. Theo nhiều sử gia, việc quân Tây Sơn rút lui vào giai đoạn đầu giao tranh là kiểu rút lui chiến thuật, vừa để thăm dò cách đánh của đối phương, vừa bảo toàn lực lượng, đợi khi có thông tin đầy đủ thì sẽ tổng tấn công. Vậy còn nắm bắt thời cơ thì sao? Theo sự ghi chép thì nhân lúc quân Sim hỗn loạn, pháo binh đã tấn công mãnh liệt. Nhưng làm sao kéo pháo vào hai bên bờ từ trước mà quân Sim và mật thám Đông Ấn Hà Lan, tức là theo lời anh Ba can đảm nói, lại không biết được. Pháo thời đó nặng cỡ 100 kg ngoài, cứ coi như hai người gồng lên khiêng cũng được đi. Nhưng loại pháo này tầm bắn không xa, sức công phá không lớn. Theo sử ghi chép, Sim đem theo 300 thuyền, gọi là đáp. Thuyền bự lắm chứ không có chơi. Cứ tính 5 vạn quân Sim chia ra 300 chiến thuyền thì mỗi thuyền chứa khoảng 165 tên lính. Và các thuyền này dĩ nhiên được trang bị pháo cũng như các vũ khí tấn công khác. Nên nhớ cũng là 300 thuyền đó, quân Sim đánh một mạch từ Hà Tiên vô tới Rạch Gầm. Vậy thì với thứ gì đã giúp cho quân Tây Sơn làm cỏ những cái đáp này của quân Sim? Chưa kể việc huy động một lượng lớn người như vậy, khác gì lại ông tôi ở bụi này. Có một ý kiến được tán đồng, đó là nhờ dân chúng ghét quân Sim nên bao che cho toàn bộ quân Tây Sơn. Quan điểm này vướng ở hai chỗ. Một là lúc đó Nguyễn Ánh vẫn đang song hành cùng quân Sim, và hai là cũng những người dân đó chưa tới 10 năm sau đã bán đứng Tây Sơn để theo Nguyễn Ánh, giúp Ánh lấy lại đất đai xứ này. Nếu dân ủng hộ Tây Sơn thì sẽ không có vế thứ hai. Nếu dân không ủng hộ Tây Sơn thì vế thứ nhất sẽ không đúng. Vậy cái gì đúng? Còn yếu tố thứ ba, áp chế hoàn hảo thì sao? Quân Tây Sơn khó lòng áp chế được hoàn hảo, vì vẫn còn một câu hỏi làm đau đầu nhiều sử gia: quân bộ của Sim thời điểm đó ở đâu? Không thể nào tất cả quân Sim cùng lên thuyền, trượt theo mấy chiếc thuyền bé tẹo của quân Tây Sơn được. Bọn tôi cũng nghĩ vậy. Ý là tại sao quân Sim lại gom tất cả trứng vô cùng một giỏ? Do nước lên, do lúc đó bốn bề đều là nước, nên quân Sim lên thuyền để di chuyển. Anh Ba chặt lưỡi: Đúng vậy, đúng vậy. Câu chuyện vào đêm đó xảy ra tại Shop Mì Shop, tao vẫn còn nhớ như in đó. Bọn tao rơi vào một cái thau đựng nước của quân Tây Sơn, dập phơi lưng ra cho pháo bắn tới. Cũng vì thứ đó. Anh Ba kể thêm: Ký ức đêm đó thật kinh hoàng. Thuyền Sim vào ổ phục kích, chỉ nghe hô một tiếng là từ hai bên nổ rền tiếng súng. Nước dâng cao đột ngột. Mặc dù trước đó là nước chết, nghĩa là nó đứng im chứ không có chảy đi đâu hết. Anh Ba nói thuyền của Sim như rơi vào một cái thau nước khổng lồ. Quân Tây Sơn đứng ở trên bờ, mặc sức đổ thêm nước vào để cho thuyền Sim va vào nhau. Xin trời môi: Gì? Sao va vô được? Nước trọng mới sợ chứ nước lớn sợ gì? Cứ bơi thuyền ra thôi. Cái thằng này dở. Ví dụ như nước lớn mà nó có dòng chảy thì khác. Đằng này chính xác là nó đứng im, nên các chiến thuyền sẽ tự động va vào nhau, do cái trấn của nó vẫn còn. Tôi cười. Anh Ba chém gió cũng vừa vừa phải thôi. Cái vụ gì mà nước lớn đứng im nữa. Em sống ở miền Tây sông nước gần 70 năm, chưa nghe cụm từ đó bao giờ. Anh Ba kéo một hơi bia gần hết galon, khiến cho nước nhiễu xuống xô liên hồi, rồi nói: Mày đúng là con nít khỉ mũi chưa sạch. Cứ tưởng tượng như vậy đi. Cùng một lúc cả đầu nguồn và cửa biển đều đổ về một lượng nước, thì tất nhiên nó sẽ ứ lại một chỗ. Quân Tây Sơn tao đoán là đã theo dòng nước mới đổ tới đó, cho nên mới có thế công rất mạnh, phá vỡ đội hình quân Sim. Vẫn còn nhiều chỗ khó hiểu đó. Anh Hùng lên tiếng: Thôi, dù gì trong chính sử mình cũng đã thừa biết kết cục trận Rạch Gầm Xoài Mút rồi. Cái quan trọng là vụ người chết. Sau đó thì sao nên bà? Tròng đen của anh Ba như chui vô mí mắt. Suy nghĩ một hồi, anh nói: Sau đó thì quân Tây Sơn truy sát lính của tao. Tao ở lại mở đường máu cho tụi nó chạy, chém chết rất nhiều tướng địch. Quan Vũ qua năm ải chém 6 tướng, còn thua tao gấp mấy lần. Sau khi toàn bộ số lính của tao đã rút đi an toàn, tao chém thêm được mấy trăm thằng nữa, rồi trốn về biên giới Cao Miệt. Ủa, vậy rồi ông chết khi nào? Tao tìm đường quay về Sim, nhưng mà không được động dụng. Quay lại VOC thì Lincoten cũng đã bị giết trong một cuộc phản loạn tại Java. Thế là tao lang thang ở Lục Tỉnh, cho đến khi ông Trang Su lên ngôi được 3 năm. Tao chỉ còn nhớ lúc đó tao đang ở một vách núi nào đó thì bỗng dưng trời đất tối sầm. Mở mắt ra thấy mình chỉ còn là cái đầu nằm trên đài sen. Tú Linh khui bia cho anh ba, không quên để cái ống hút vô cho ảnh. Cô khẳng định có khi đó là lúc anh ba bị người ta cắt đầu đem về làm sách á. Chứ gì, tụi mày không biết tao đã hoảng sợ và sợ hãi bao lâu đâu. Trương Văn Liễu mà cũng biết sợ hả cha? Anh ba tức mình thằng sinh lắm, nhưng mà không làm gì được nó. Anh nói tiếp: Mày không nghe kỹ rồi, là tao nói đám mà đầu sách ở trong đài sen đã hoảng loạn và sợ hãi khi thấy tao đó. Tôi khều anh hùng: Em nghĩ không nên bỏ qua cái dữ kiện con nước lớn đột ngột đâu. Có khi nó là thiên tượng giống như ở Giang Thành. Lúc đó Giang Thành cũng phun ra một lượng nước khổng lồ mà. Anh hùng trầm ngâm: Nhưng mà nếu mà cho xây cơ quan dưới lòng sông thì nghe hư cấu quá. Trời đất ơi, anh ở trong Lục Lâm lâu hơn em mà còn nói được hai cái chữ hư cấu hả? Chưa bao giờ ranh giới giữa việc nghiên cứu sử và bịa sử lại mỏng manh như vậy. Với mạng xã hội, một vài người nổi tiếng đã có thể bập bẹ đưa ra những phát ngôn về sử mà từ ngữ chuyên ngành hay gọi là bọn xét lại. Những gì bọn tôi trải qua từ Kiên Lương, U Minh cho tới Thổ Châu, hay gần nhất là Hà Tiên, chúng tôi đều biết đó là một mảnh ghép huyền ảo mang tên Lục Lâm, chứ nào phải sử sách gì. Chúng tôi nhận vào, có khi đem ra kể để mua vui, đổi cảm xúc hưng phấn vài ly bia, chứ chẳng hề dám áp đặt hay chỉ mặc đặt tên tiền nhân. Vậy mà ngoài kia vẫn có không ít người ngày đêm cãi nhau, rồi tự vẽ ra thứ sử lệch lạc, lộn xộn mà họ tự gọi là cấp tiến. Hoặc tệ hơn là những nhóm làm sử theo dạng anime, với những hình ảnh nữ anh hùng ăn mặc hở hang kiêu gợi. Đó là một kiểu tình yêu sử có phần lố lăng và phản cảm, một tình yêu độc hại. Sinh lúc này mới rút cái ống hút ra khỏi lon bia của anh ba. Hình như nó hơi ngà rồi. Nó đã uống nhiều lắm, mà tới độ này thì tôi mới thấy đó. Nó nói với cái giọng lắp bắp: Mày đúng là quân xâm lược mà. Mà mày chém chết bao nhiêu người Việt hả? Nói. Anh ba nhíu mày: Đó là quy luật cuộc sống. Không lẽ mày kêu tao theo quân Việt hả? Tao là người Sim mà. Mạnh được yếu thua. Sim thua là do Việt quá mạnh. Cái đó tao công nhận. Sinh định nói gì thêm, nhưng nó gục luôn rồi, ọc ra một bãi. Kiểu này là xỉn luôn rồi chứ ngà gì nữa. Tôi nhìn sau lưng nó thì hoảng hồn. Hơn chục chai gò đen đã bị nó tu hết sạch. Chúng tôi chỉ lo nghe anh ba kể chuyện mà quên không để ý nó đã uống nhiều như vậy. Anh hùng chặt lưỡi: Cậu ơi, mày kệ nó về phòng ngủ đi. Đoạn anh hỏi anh ba: Anh nói tiếp đi, cộng trần giới đó xuất hiện như thế nào? Anh ba trề môi: Cứ đi tới sót bị sót đi, rồi tao sẽ nói tiếp tìm cái cổng đó ở đâu. Nói liền bây giờ tụi bay bỏ tao lại rồi thì sao? Anh hùng hỏi: Vậy sao tụi em tin anh được? Rót mì sóc có lối đi xuống trần giới, nhưng mà bản thân con sông ở chỗ đó thì không phải là trần giới. Tụi mày cũng biết trần giới phải có rất nhiều người chết. Mấy chục ngàn lính Sim tụi tao bị chết ở khúc sông đó, nhưng mà xác không có nằm ở đó, nên có tìm đỏ mắt cũng không thấy đâu. Vậy tụi em nên đi đâu tìm? Vẫn là đi Rạch Gầm Xoài Mút. Sông Tiền không có trần giới, nhưng mà có một thứ giúp tụi mày tìm được con nước lớn. Tao nói rồi, cứ tới đó đi rồi tao chỉ đi tiếp. Tu Linh hậm hực: Rồi, hơi mất thời gian rồi đó nghe. Anh hùng cười khổ: Thôi được rồi, Bây giờ anh em ai cũng đuối rồi, mình nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai mình xuất phát đi Rạch Gầm Xoài Mút. Anh ba tối nay ngủ phòng em. Anh ba chu mỏ. Ê, tao có thêm điều khoản. Gì nữa không anh? Dẫn tao qua bên quán có nhiều cô gái đẹp hồi nãy đi. Tôi trợn mắt. Cái gì? Anh ba còn có cái đầu mà làm ăn được cái gì mà đồ quá đó. Anh ba nhướng nhướng mắt. Cái thằng này dở. Theo kinh nghiệm trận mạc của tao thì người giỏi chỉ cần cái này thôi. Nói xong thì thè nguyên cái lưỡi dài ra. Tu Linh thấy tổm quá, tán anh ba bùm búp. Thôi dẹp dẹp, đi ngủ, mai còn đi sớm. Tôi kè thằng Sinh về phòng. Sau lưng còn nghe anh ba đôi co với anh Hùng và Tú Linh. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Sinh cứ túm chặt áo tôi mà lầu bầu. Bà má, con xin lỗi. Con xin lỗi bà má. Nước mắt Sinh chảy thành hai hàng trên gò má. Không biết nó nằm mơ thấy gì. Mới 6 giờ, sáng tinh mơ mà Tú Linh đã qua vọng cửa phòng chúng tôi rầm rầm, kêu chúng tôi thức chuẩn bị mà xuất phát. Sinh ngồi đờ đẫn, đầu óc rối như tổ chim, đôi mắt thì đỏ que. Nó hỏi tôi với cái giọng còn đang mơ mớ. Sao tôi về phòng được vậy? Tôi ngáp một hơi dài chừng nửa thế kỷ rồi đáp. Chó tha mà về. Ủa, má nè, lâu rồi chưa uống nhiều vậy luôn á. Nó vừa dụi mắt vừa nói. Bộ mày buồn cái vụ thư viện bị nhấn chìm hả? Sinh không trả lời mà nhảy xuống giường, làm vài động tác khởi động buổi sáng, rồi chui vô nhà tắm ở trỏng chừng nửa tiếng đồng hồ. Lúc nó còn trong WC, tôi nói vọng vô. Mày đầu hoài thấy chán mày. Tính ra cái thư viện đó là của nhà người ta, còn cháu người ta không tiếc gì thôi. Mày quan tâm làm gì? Nó im lặng không đáp. Tới lượt tôi vệ sinh cá nhân xong xuôi thì cũng đã hơn 7 giờ sáng. Vừa bước xuống sảnh đã nghe giọng Tú Linh. Ý là đã kêu tôi nói dậy hồi 6 giờ rồi đó. Sinh đi tướng gù lưng, chắc do vẫn còn quẩy quải. Nó nói. Điếc rồi không biết bà bạn tôi hay má tôi nữa. Dì ơi, cho con trả phòng. Tú Linh còn đứng cằn nhằn thằng Sinh mấy câu. Tôi thì ra trước đứng hút thuốc với anh Hùng. Anh lén lấy cái đậu của anh ba can đảm ra, rút dẻ nhét vô miệng ổng rồi đưa qua cho tôi. Thấy mắt anh ba hơi thẫn thờ, tôi hỏi sao vậy. Thì anh nói. Hồi tối thằng Hùng nó hù tao, kêu tao không bớt nói lại là đem tao về ngâm rượu. Rượu đầu người, cái này được. Thêm mày nữa. Tao có nên cân nhắc lại quyết định cuộc đời khi đi theo đám tụi mày hôm nay. Ông anh yên tâm đi, chỉ cần làm theo lệnh Hùng là ông anh không sao hết. Với lại cũng chính ông anh đồ đi theo mà. Sinh sau khi trả phòng thì lại đến công đoạn tìm mua mấy cái xe cà tàng quen thuộc. Lựa được mấy chiếc xe quay tàng trong tiệm cầm đồ xong xuôi thì thấy không ổn lắm, bèn thuê đại một con VinFast luôn cho nó máu. Hướng về Long Xuyên, qua cầu Dàm Cống, chúng tôi thẳng tiến tới di tích Rạch Gầm Xoài Mút. Tối qua không ngủ được mấy, đang định chợp mắt thì anh ba cứ ngọ ngoậy kêu réo ôm sầm, bắt tôi phải đưa ảnh lên cửa xe nhìn ra bên ngoài. Thấy cái gì cũng lạ, anh hỏi liên tục, miệng như lên da non nói không ngừng nghỉ. Tôi nói. Anh ba liệu hồn nghe, tới Rạch Gầm á mà anh không chỉ được manh mối tìm ra con nước kỳ lạ là tụi em nhúng lẩu anh ba luôn đó. Anh ba tia những em gái chạy kế bên, mắt sáng rỡ, hí hửng nói. Tụi mày cứ tới nơi đi rồi tao sẽ nói. Người can đảm dĩ nhiên cũng sẽ biết giữ lời. Chúng tôi đến khu di tích Rạch Gầm Xoài Mút thì cũng hơn giữa trưa. Nói về di tích này, ngoài chiến thắng Rạch Gầm Xoài Mút oai linh thì cũng có nhiều sự tích thú vị liên quan. Đầu tiên là cái tên Rạch Gầm, có tới 4 phiên bản dành cho nó. Rạch là do nói trại tiếng Khmer từ chữ Break, có nghĩa là chi lưu của một con sông lớn. Con Gầm, một là bắt nguồn từ tiếng hổ gầm, vì xưa kia ở đây có rất nhiều hổ. Hai là bắt nguồn từ tích ông Gầm, một vị thánh mang đến vụ mùa tốt tươi. Ba là bắt nguồn từ cây gầm, một loại cây không biết xuất xứ. Bốn là bắt nguồn từ việc nói trại ra chữ Karam, có nghĩa là con cọp của người Khmer. Còn về xoài mút thì có vẻ ngắn gọn hơn. Xưa kia ở vùng này có một loại trái, hình thù giống trái xoài nhưng nhỏ hơn. Khi gọt ra phải dùng miệng để mút, cho nên người ta kêu là trái xoài mút. Có chỗ gọi là xoài hột. Đây cũng là bắt nguồn cho tên một đoạn kênh nhỏ cắt ngang Rạch Gầm, kênh Xoài Mút. Còn xoài hột thì lại thành tên chợ. Đó là chợ xoài hột thuộc xã Thành Phú. Cả Rạch Gầm và Xoài Mút đều chảy về Mỹ Tho, cho nên mới có hai câu thơ: Ầu ơi, Rạch Gầm Xoài Mút tâm tâm, xê xuống chút nữa tới Giàm Mỹ Tho. Nhìn chung cả hai địa danh này đều thuộc sông Tiền. Người dân từ thuở xưa còn gọi nó là sông Cái. Anh Ba thì nói, hồi đó người Sim hay gọi đoạn sông này là Break Mì Sóc, hoặc là Sóc Mì Sóc. Anh Hùng cho xe rẽ vào một con đường nhỏ. Hai bên có rất nhiều cây xanh, nhìn rất là mát mẻ. Xin cằn nhằn: Ông nói như mắc mệt của ông cậu ơi. Đi chỗ đéo nào cũng lấy điện thoại ra tìm hiểu, thật ra toàn Google thằng chưởng không. Tôi cãi: Mấy cái này phải biết chứ mày, Bác Hồ có dạy, dân ta phải biết sử ta mà. Cái này là địa lý với lịch sử con mẹ vậy. Xì, mày lu bu quá. Tối hoài biểu uống cho cố làm gì, giờ mắt rạng dưới với mày. Nó quay mặt nhìn ra cửa sổ. Ông mới lu bu á. Chạy tới ngã ba thì anh Hùng cho xe rẽ vào. Bên trái có thể thấy khu di tích Rạch Gầm Xoài Mút. Tấm bảng hiệu cũ kỹ, đóng rêu, cho thấy đã lâu rồi không có ai chăm sóc lau chùi. Nói là di tích cho nó oách vậy thôi, chứ thật ra nơi đây chỉ vỏn vẹn một căn nhà gạch rộng chưa tới 100 thước vuông. Nhà gạch cũng như bảng hiệu, thấm màu thời gian thấy rõ. Lúc chúng tôi đến thì cũng chỉ có lưa thưa vài du khách. Ở trong ba lô, anh Ba can đảm hít một hơi thật dài rồi cảm thán: Ôi chà, mới đây mà đã 300 năm. Cái không khí tanh mùi máu, khối lửa của đêm đó, tưởng như còn động lại cánh mũi nè. Hoài niệm quá. Tôi vỗ đầu anh Ba, nói nhỏ: Nhỏ cái miệng lại đi, lộ hết bây giờ. Hôm nay trời khá mát, giữa trưa mà không có nắng. Mây trên đầu cuồn cuộn che gần hết thời lượng của mặt trời. Tôi nhìn một vòng. Những du khách mà tôi nói thật ra là những cặp đôi đi săn lan. Tôi nói vậy vì tôi bắt đầu không thích chữ phượt cho lắm. Thật ra họ cũng đang đi tìm hiểu, khám phá một loại lan tinh thần nào đó của riêng họ. Tôi để anh Ba vô túi rồi bước xuống xe. Anh Ba nhắc nhở: Ra bến sông, đưa tao ra bến sông nhanh lên. Bọn tôi đi thẳng ra phía sau tượng đài. Ở đây có một khoảng sân rất lớn, tiếp giáp với bờ kè, được dựng hàng rào lan can sơn màu xanh rỉ sét. Lại có một cây cầu dẫn ra bến nước. Dưới bãi là rễ cây bần đâm lên tua tủa như hầm trong. Mắc kẹt trong đó là rất nhiều rác rến, không biết là du khách thả xuống hay là do sóng tấp vô. Tôi hé nhẹ ba lô. Anh Ba ngắm nhìn dòng sông. Cảm giác cơ mặt của anh Ba khẽ co giật, ảnh như chực khóc. Tôi nói: Sao, đúng chỗ chưa? Cảnh sát thay đổi nhiều quá. Tuy cánh rừng hai bên không còn nữa, nhưng dựa vào trực giác trận mạc thì đúng là chỗ này rồi. Anh Hùng hỏi: Vậy tụi em sẽ tìm cái gì ở đây anh Ba? Một cái mỏ neo. Tôi Linh chỉ tay vô nhà trưng bày của khu di tích rồi nói: Trong đó có trưng một cái mỏ neo. Có phải cái anh Ba đang tìm không? Không, tao không cần vô cũng biết cái mỏ neo trong đó không phải là cái mà tao đang nói đâu. Bên trong nhà trưng bày một cái mỏ neo bằng gỗ, dài hơn 2 mét, được cho là của quân Sim khi xưa. Tôi hỏi: Vậy cái neo anh Ba nói ghê gớm lắm hả? Giờ nó vẫn còn nằm dưới sông sao? Đúng, Tao cho là nó vẫn còn nằm dưới sông. Chỉ có những người Lục Lâm như tụi mày mới đi lấy được nó thôi. Tới đây thì có một nhóm du khách kéo ra bến chụp ảnh, làm cho tôi hết hồn, mém xíu nữa rớt cái đầu anh ba xuống nước. Anh Hùng kêu cả đám đi tìm chỗ quất rồi nói tiếp, sẵn kiếm cái gì ăn, vì từ sớm tới giờ có ăn gì đâu. Cũng may bên cạnh khu di tích có một hàng quán nhỏ, trong đó có bán hủ tiếu, mì, nuôi, một thứ đặc trưng khác của miền Tây sông nước. Chúng tôi vô một góc kính, ngồi chụm lại để che cho anh ba. Mỗi người gọi một món, còn kêu riêng của anh ba một tô hủ tiếu khô để cho ảnh thấm đầu lưỡi. Tất nhiên tôi không đem ảnh trưng ra trên bàn, người ta báo công an còng đầu cả bọn liền. Trong lúc đợi ông chủ quán làm mì, tôi đảo mắt nhìn quanh, lập tức bị thu hút ánh nhìn bởi phòng khách của ổng. Bên trong trưng rất nhiều đồ, nhìn thì thấy đủ kiểu hầm bà lằng hết, nhưng có một điểm chung, hình như đều được vớt từ dưới sông lên. Ông chủ quán độ ngoài 60, thân hình nhỏ con, tóc bạc, mắt hơi đục, da rám nắng, nhìn cũng ra vẻ người làm nghề tay chân đã lâu năm. Lúc ổng bưng mì với nước uống ra cho bọn tôi hỏi, ủa, mấy cái đồ đó là chú vớt dưới sông lên hả? À, đúng rồi con. Mà cũng không đúng lắm. Có cái gần thì chú vớt, có mấy cái dưới hố sòng sầu quá thì chú mua lại của mấy ông thợ lặn đằng xóm dưới kia kìa. Ổng đáp xong thì quay vô trong dọn dẹp. Ăn uống no nê, tôi nhìn đồng hồ đã 1 giờ kém. Anh Hùng hỏi, anh ba kể cho tụi em nghe tiếp về cái mỏ neo đó đi, giờ tìm nó bằng cách nào? Anh ba chép miệng, húp miếng cà phê rồi nói, đúng, để tao kể tiếp. Đầu tiên là về nguồn gốc của nó trước. Trong hạm đội tàu Viễn Đông của công ty Đông Ấn Hà Lan có một tàu tên là Van Rijn, do thuyền trưởng Willem điều khiển. Tàu này là loại 3 buồm, đáy thẳng, tốc độ cơ động nhanh, thường dùng cho các nhiệm vụ thám hiểm và giao hàng hơn là đánh nhau, vì kích cỡ của nó hơi nhỏ. Bên cạnh Trương Văn Liễu, Lincoten còn cử Willem để hoàn thiện bản vẽ duyên hải từ mũi Cà Mau đến Nam Trung Bộ ngày nay. Khoảng thời gian cuối năm 1784, đầu 1785 thì đoàn của Willem đang rà soát và đo đạc khu vực Côn Đảo. Anh Hùng hỏi, cái neo đó chắc là một thứ vô cùng quý giá, đúng không bà? Còn phải nói, mày có nghe tới tộc rợ Bắc Âu chưa? Tú Linh nói chen vào, Viking à? Thì cái tên của tụi nó chính xác tao không có nhớ, chỉ biết tụi này cũng như dân du mục trên biển. Thay vì tụi Mông Cổ sống trên yên ngựa thì đám rợ Bắc Âu này sống trên thuyền. Kỹ thuật đi biển của tụi nó đỉnh lắm, tao nghe kể vậy. Ông tổ của Willem là một trong các nhóm rợ Bắc Âu như vậy. Tàu Van Rijn được truyền từ thời người ông tổ đó, nghe đầu cũng vào thời kỳ Columbus đi khám phá thế giới. Tới thời Willem thì ổng chỉ cải tạo một phần mà vẫn còn sử dụng tốt. Điểm đặc biệt nhất trên tàu đó là cái mỏ neo. Người rợ Bắc Âu gọi mỏ neo của mình là sừng trời. Mỏ neo giúp họ tìm đường và yên ổn trên biển. Trên tàu hồi đó thường có 3 cái neo. 2 cái neo trước mũi gọi là neo dừng, và 1 cái neo ở đuôi tàu gọi là neo hãm. Tàu Van Rijn thì chỉ có 1 neo dừng ở bên trái mũi tàu mà thôi. Neo cao 4m3, rộng 2m9, nặng 1 tấn 107 kg, được chế tác từ 4 đốt xương hóa thạch của loại vật khổng lồ nào đó. Một khi neo được ném xuống thì tàu sẽ đứng im, dù nước có mạnh như thế nào cũng không đẩy tàu đi được. Vào thời ấy, khoang của thuyền trưởng luôn được đặt sau lái. Tuy nhiên, Willem lại có sở thích đặc biệt khi để khoang của mình ở bên phải mũi tàu, kế bên sừng trời. Ông nói đặt ở đây sẽ tránh được đạn pháo của địch. Thật vậy, nhờ đặt cái khoang lái cà chớn kiểu đó mà nhiều lần Willem thoát chết khi bị cướp biển tấn công hoặc giao chiến với những bộ tộc, những vương triều ở khu vực này. anh ba cung cấp một thông tin khá thú vị. Trong trận đánh đêm đó, con tàu Van Rijn đã bị chìm ở đây. Tụi bay đi tìm được nó là xong. Tôi kêu, trời ơi, anh ba giỡn hoài. Nguyên chiếc tàu chìm thì sao không tìm chiếc tàu mà lại tìm cái mỏ neo? Thằng này ngu. Lần đó Van Rijn bị pháo bắn tàn quắc, chìm xuống thì cũng trồi tứ tán. Chỉ còn cái neo là cố định thôi. Không tìm cái neo thì thôi, chứ tàu còn cái gì mà tìm. Anh Hùng nói, vậy thực ra ý anh ba là mình tìm cái mỏ neo để mà tìm ra cái khoang tàu của Willem rồi đó. Đúng. Thằng này thông minh nè. Quillem có một cuốn nhật ký hành trình, trong đó có ghi chép khá kỹ về con nước lớn đột ngột. Sao anh ba biết kỹ vậy cả? Bởi vì Lincoln cử Quillem đi nghiên cứu. Quillem vẫn hay biên thư báo cáo tình hình vậy. Tao đọc được là chuyện thường mà. Ủa, vậy sao anh ba không kể ra cho rồi mà còn đánh đố vậy? Không, tao vẫn chưa biết được cái đoạn cuối. Vì lần cuối nó gửi thư về là ngày 25 tháng 12 năm 1784. Rồi sao? Không, tao không kể tiếp. Tụi mày cứ tìm được cái mỏ neo đi, rồi tao mới nói đoạn sau cho tụi mày nghe. Ôi, cha Lincoten này cô bộ không có đơn giản. Ông đã biết rất nhiều nên muốn điều tra cho kỹ thêm đây mà. Anh ba gật gù, đúng, mày nói đúng đó. Còn nhớ năm 1643, Đông Ấn Hà Lan và xứ Đàn Trong từng bem nhau hay không? Vào năm đó, VOC đã kịp lấy đi một vài người quan trọng trong chính quyền Đàn Trong. Những người này dẫn đầu những đoàn lưu dân khai phá vùng từ Gia Định đổ xuống. Trong đó họ ghi nhận một chuyện hết sức kỳ lạ, có tên gọi là Thủy Đạo. VOC lấy khẩu cung những người lưu dân. Tuy nhiên việc họ khai ra con nước lớn đột ngột có vẻ không hấp dẫn những cái đầu diều hâu của công ty Đông Ấn Hà Lan vào thời điểm đó. Các bản lấy lời khai này bị bỏ xóa cho tới khi Willem vào VOC làm việc. Xuất phát điểm của Willem là một viên kế toán. Tuy nhiên ổng hay nói tổ tiên của ổng từng theo Columbus khám phá thế giới mới, cho nên máu phiêu lưu vẫn chảy trong huyết quản của ổng. Trong một lần dọn kho, Quillem vô tình phát hiện ra các bản ghi lời khai của các lưu dân Đàn Trong thuở xưa. Câu chuyện về một con nước dâng lên đột ngột làm cho ổng vô cùng tò mò về xứ Viễn Đông xa xôi. Thế là Quillem đăng ký đến Java làm việc, dần dần lên chức và có vai trò quan trọng hơn. Do thời gian này, Đàn Trong và Đông Ấn Hà Lan không có giao thương, cho nên Lincoln đành phải cử người đi dò thám từ từ. Quillem từ đó được trọng dụng hơn. Tất nhiên cùng với Trương Văn Liễu, Quillem tin rằng xứ Đàn Trong, đặc biệt là vùng đất mới khai phá được giáp với Chân Lạp, có một sức mạnh tâm linh đặc biệt, ẩn chứa nhiều hơn cả dòng chảy thủy đạo kỳ lạ kia nữa. Anh ba nhướng chân mày, tao đoán đó, có thể do dòng hải lưu kỳ lạ mà Quillem nghiên cứu đã đưa con tàu đi. Anh Hùng hỏi, anh ba, sao anh chắc rằng ở đây có cổng chân dưới? Lần đầu gặp anh nói là tận mắt thấy nó mà, có đúng không? Đúng, ở đây chắc chắn có một cái cổng chân giới. Nhưng biểu hiện của nó không giống một chút nào với việc có cổng chân giới hết. Anh ba cười nham hiểm. Vì nó ở đây, nhưng mà không ở đây. Là sao? Tao không có nói nữa đâu. Nói hết tụi mày bỏ tao thì sao? Tôi năn nỉ. Thì nói mấy mé thôi. Anh ba hừ một tiếng rồi bảo, tức là nơi có cổng chân giới phải đáp ứng được việc có rất nhiều xác chết. Xác người Sim tụi tao tuy chết ở đây nhưng mà không nằm ở đây, vì đã được đưa đi nơi khác hết rồi. Tao nói hồi nãy đó, tụi mày đừng có hỏi nè, cứ tìm thấy cái mỏ neo đi rồi tự khắc hiểu thôi. Anh ba nói xong thì liêm diêm như ngủ đi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của Thủy Đạo Hàm Luông là Thiên Mười Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 7 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.